Làm cách nào để mua sản phẩm trên trang web DEFU thông qua Antima Exchanger? Nếu bạn muốn mua gói trên trang web DEFU, bạn có thể sử dụng chức năng trao đổi nội bộ Antima Exchanger. Quá trình thanh toán sẽ chỉ mất vài phút. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn toàn bộ quá trình thanh toán sản phẩm thông qua dịch vụ trao đổi. Hãy mở đồng thời hai tab của trang web của dịch vụ trao đổi https://antima.ionexchange và trang web DEFU https://diffuse.com trên trình duyệt của bạn. Trên trang web của dịch vụ trao đổi, hãy đi tới mục Payout, hãy chọn Antima và nhấp vào Next Step. Trên trang web DEFU, hãy chọn gói bạn muốn mua. Hãy chọn Antima làm phương thức thanh toán của bạn. Hãy chấp thuận các điều khoản bằng cách tích vào ô và nhấn nút Purchase. Một trang sẽ được mở ra với địa chỉ mà bạn cần gửi Antima đến để thanh toán. Hãy sao chép nó bằng cách nhấp vào biểu tượng sao chép. Hãy truy cập trang web của dịch vụ trao đổi. Dán địa chỉ đã sao chép vào trường tương ứng. Tương tự, hãy sao chép số tiền thanh toán từ trang đặt hàng trên trang web DEFU và dán vào trường ở dưới. Sau khi điền vào các trường, hãy nhấp vào nút Transfer. Mỗi khoản thanh toán diễn ra với xác nhận 2FA cho tài khoản của bạn. Do đó, hãy cung cấp mật khẩu một lần từ Google Authenticator để xác nhận thanh toán. Sau đó, yêu cầu thanh toán của bạn sẽ được tạo. Quan trọng, cần thực hiện thanh toán từ số dư của dịch vụ trao đổi trong vòng 2 phút đầu tiên kể từ thời điểm tạo lệnh thanh toán. Nếu không, lệnh thanh toán sẽ hết hiệu lực. Xong, token Antima sẽ sớm được gửi đến ví được chỉ định. Hãy quay lại trang web DEFU. Bạn sẽ thấy thông báo thanh toán cho gói thành công. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn. Xin chúc bạn làm việc thành công.